Nhật ký Vương Khánh Hưng ngày 7 tháng 5 năm 2023. Hello, good morning. Trời sáng rồi. Hôm nay ở đây là chủ nhật. Bảy tây tháng 5. Âm lịch là 18 tháng 3 Thiếu năm Quý Mão. Mỗi buổi sáng thì tôi có thói quen exercise, kiếm chuyện làm, tập luyện. Vận động cái body. Rồi đạp xe đi vòng vòng, kể chuyện, nhìn cảnh đường phố. Bây giờ là đạp xe đi một vòng một vòng khu phố chứ không phải là một vòng trái đất rồi nha. Cái thời đại có người một ngày đi cả vòng trái đất. Lúc này thì là 7 giờ mấy rồi. Bây giờ là trang bị đồ nghề để đi ra đường. Bộ đồ dày nhiều túi vô. Bận cái áo thun. Lúc này nhà thờ tháp chuông nhà thờ họ đạo chợ quán vang lên, không biết để làm gì. Bữa nay là chủ nhật, chắc có lẽ là báo lễ. Ra ngoài dùng khăn ướt để làm mát, nhờ khăn ướt gió thổi cơ thể nó mát. Đeo kính chống bụi. Bỏ theo cái con dao hướng đạo, có khi ăn uống. Bóp đội nón mang theo khẩu trang vào đám đông thì mang khẩu trang. Bây giờ là mang dài. Đau chân.
cái bắp thịt. Kể chuyện là tự mình đóng phim, tự mình diễn tuồng. Ly cà phê đen pha mỗi buổi sáng, một lát bỏ nước đá vô thành ra cà phê đá. Cà phê đen nhiều nước. Rồi, đủ đồ rồi. Bây giờ đạp xe một vòng, nhìn ngắm thiên hạ, ghi hình kể chuyện, chụp hình để áp dụng cho môn y thuật diện chẩn. Lên đường. Tôi đang ở ngã 6 Cộng Hòa. Sau lưng tôi là công viên Âu Lạc. Theo thói quen thì mỗi buổi sáng tôi sẽ cùng với chiếc xe đạp của mình đi vòng vòng để nhìn ngắm thiên hạ, khám phá cuộc sống ở chợ lớn. Tự chụp cho mình những chùm hình. Ở đây có những hàng cây rất là cao. Bạn thấy phía sau là ngã 6 Cộng Hòa. Đó là cái dòng tua. Bây giờ thì tôi sẽ theo đường Nguyễn Văn Cừ để về nhà. Nhà sách Nguyễn Văn Cừ. Tôi đã vào đường Nguyễn Văn Cừ. Vừa đi vừa tự ghi hình kể chuyện. Phía sau là nhà vệ sinh công cộng. Cuộc sống ở đây rất là bình thản. Mỗi buổi sáng thì tôi đi vòng vòng vận động chân cẳng. Dùng khăn ướt để giải nhiệt, để làm mát. Trời chợ lớn rất nóng, thành ra ra ngoài thường có dùng quạt.
chuyện là một cái thú. Kể chuyện kích khởi những cái sáng kiến ở trong đầu của mình. Nhờ có cái quạt tạo gió thành ra chúng ta khắc phục được cái tiết trời oi bức ở Việt Nam nói chung, ở Chợ Lớn nói riêng. Đi qua đường thì kiếm cảnh tự chụp cho mình những tấm hình để dùng cho y thuật diện chẩn. Diện chẩn là nhìn tướng tá đoán ra tâm trạng. Nhìn tướng tá đoán ra trạng thái sức khỏe. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục cho xe chạy từ từ. Tôi đang ở trên lề đường của trường chuyên Lê Hồng Phong. Bên ngoài là đường Nguyễn Văn Cừ, xuống dốc. Ở đây là cầu Dừa. Cầu Dừa bắc ngang đường Nguyễn Văn Cừ. Sáng trời ui ui, báo hiệu như là có mưa. Tôi chọn mức sáng bây giờ thì tôi sẽ đạp thẳng về nhà. Đây là cầu Dược dùng để băng ngang đường Nguyễn Văn Cừ. Ở đây người ta trồng loại me tây. Tôi sẽ đi ngang Đại học Tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên. Hôm nay là chủ nhật. Đây là trường Đại học Khoa học Tự nhiên, trước 75 là Đại học Khoa học Sài Gòn. Cái tòa nhà này là mới cất sau này.
Ở đây người ta trồng me tây. Me tây thì nó không có cao, lên trên thì nó tẻ nhánh. Bạn thấy nó tẻ nhánh, nó không có lên cao. Dọc theo con đường Nguyễn Văn Cừ đều là trồng me tây. Trước 75 thì con đường này là con đường Cộng Hòa, bên kia là Tổng Nha Cảnh Sát. Còn phía bên đây là Khoa học Đại học Đường Sài Gòn. Tôi sẽ tiếp tục đạp xe về nhà. Trước mặt là con đường An Dương Vương, xôi mặn xôi ngọt. Hôm nay Chủ nhật thành ra đường vắng. Hơn nữa lúc này là buổi sáng. Ở đây bạn thấy người ta trồng loại cây me tây. Đặc trưng của loại me tây là nó rẽ nhánh, tạo ra cái tàn rất là rộng. Bạn thấy trên trời là mây đen nè. Mây đen dần vũ, có thể hôm nay là ngày có mưa. Tôi sẽ đạp nhanh về nhà. Nếu không thì có thể là dính cơn mưa nha. Băng qua đường An Dương Vương. Ở đây có cây xăng số 1. Trước mặt là đường Nguyễn Trãi. Đi ngang tiệm cà phê Rita Võ Cà Phê. Nhà hàng Biển Việt. Trước mặt là đường Nguyễn Trãi. Đi thẳng tôi sẽ qua cầu Nguyễn Văn Cừ. Tôi quẹo phải vào đường Nguyễn Trãi. Đi ngang trường mầm non Vàng Anh. Trường mầm non Vàng Anh. Trời nhiều mây nha, hứa hẹn là sẽ có mưa. Những ngày lễ treo cờ. Bạn thấy Chủ nhật nhiều tiệm tới giờ này chưa mở cửa. Chỗ chờ xe bus. Đèn đỏ nhưng mà đi thẳng thì được. Tôi băng qua đường Nguyễn Biểu.
cho sắp tới đầu hẻm. Sắp về tới đầu hẻm. Tôi đã về tới nhà. Bên kia vào hẻm là về tới nhà. Chào. Chào. Đây là đường Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi buổi sáng. Theo thói quen thì mỗi buổi sáng tôi đi làm exercise. Đi dạo phố. Nhìn thiên hạ. Hôm nay ở đây là Sunday, sáng chủ nhật. Tôi sẽ quẹo phải để vào đường Trần Bình Trọng. Tôi đã vào đường Trần Bình Trọng. Lúc này còn sớm, nhiều tiệm chưa mở cửa. Có những tiệm ăn thì họ mở cửa sớm. Đây là hủ tiếu Nam Giang. Nhiều người buổi sáng thì ra ngồi quán cà phê. Tiết trời rất là oi bức. Tôi đang đạp từ từ để chờ đèn. Đổi đèn. Xin phụ thạng. Đối diện là nhà thuốc Long Châu. Nhà thuốc Long Châu mở cửa rất sớm. Tôi vẫn cho xe chạy từ từ trên đường Trần Bình Trọng. Bạn thấy hai hàng cây im lìm, trời không có gió. Bữa nay không có nắng nha. Giờ này chưa thấy nắng lên. Đi vòng vòng. Bàn thờ.
Tôi đang trên đường Trần Bình Trọng. Buổi sáng đạp xe vòng vòng, đi tự ghi hình kể chuyện. Có người buổi sáng thì ra ngồi quán cà phê, có người thì bách bộ, thả bộ đi vòng vòng. Còn tôi mỗi buổi sáng thì đạp xe đi nhìn cảnh đường phố. Gần đây có hồ bơi Lam Sơn, sách thiết bị giáo dục miền Nam. Đây là đường dẫn vào hồ bơi Lam Sơn. Công ty cổ phần học liệu đi vào là hồ bơi Lam Sơn nha. Đường vào hồ bơi Lam Sơn. Nếu thích thì tôi đến đây bơi lội. Ở đây người ta trồng rất nhiều cây sake, cây bần. Câu lạc bộ bơi lội Lam Sơn. Trời bữa nay ui ui. Cây sake rất nhiều trái. Đây là cây sake. Đi ra tôi sẽ đụng đường Trần Bình Trọng. Một cây bàn. Bạn thấy gốc cây bàn. Gốc cây bàn rất là thần bí. Chỗ này người ta dẹp rồi. Hồi đó là cái nhà hàng, bây giờ người ta đập bỏ. Trước mặt là đường Trần Phú. Tôi vào đường Trần Phú nha. Nhà hàng 5 sao. Đây là nhà hàng 5 sao Equadio gì đó. Cái tên của nó khó nhớ lắm. Đường Trần Phú. Đường Trần Phú đi tới sẽ đụng ngã 6 Cộng Hòa.
lúc này còn sớm, thành ra gần như là chưa có tiệm nào mở cửa. Những tiệm làm khung hình, ở đây người ta có quán cà phê dọc cái lề đường. Buổi sáng thì quán cà phê rất đông khách, người ta gặp nhau ở quán cà phê ngồi nói chuyện. Bạn thấy đông không? Dựng xe uống cà phê ngồi nói chuyện. Trước mặt là công viên Âu Lạc. Cứ chờ bớt xe để băng qua đường. Tôi không ghé vào công viên Âu Lạc. Tôi sẽ đi ngang thôi, đi ngang công viên Âu Lạc. Công viên Âu Lạc buổi hừng sáng. Đường bên kia là đường Hùng Vương, đường bên đây là đường Trần Phú. Giờ này nhiều người vô đánh vũ cầu. Tôi đang trên đường Trần Phú, ghi hình sinh hoạt buổi sáng trong công viên Âu Lạc. Hôm nay là sáng chủ nhật. Ở đây có cái lò, lò công cộng. Dừng lại chụp hình. Trước mặt là ngã sáu Cộng Hòa. Đường Nguyễn Văn Cừ, ngã sáu Cộng Hòa buổi sáng. Công viên Âu Lạc. Chờ đèn băng qua đường. Xích lô. Đội ngũ xích lô chở khách Mỹ, khách du lịch.
Bây giờ thì tôi sẽ đạp xe về nhà. Hello. Chào. Chào buổi sáng. Buổi sáng tôi thường có thói quen đạp xe đi vòng vòng, ghi hình kể chuyện, sau đó dùng Messenger nói chuyện với bạn bè ở nước ngoài. Xong việc thì đi ăn sáng. Bây giờ là tới giai đoạn ăn sáng. Để ăn sáng thì mỗi ngày con tôi đi ra ngoài đường mua cho mình đồ ăn sáng. Bữa nay là ăn bánh ướt. Buổi sáng thì tôi có pha cho mình ly cà phê đen nhiều nước, uống rỉ rả trong ngày. Tôi thường ăn sáng ở trong phòng, ngồi ở chỗ này. Bài binh bố trận. Ở đây khi mình đi mua đồ ăn sáng thì họ bỏ vô cái hộp. Đây là nước mắm có ớt. Họ cho mình đôi đũa tre, cái bao ly lông. Tôi xài đôi đũa nhà. Đổ nước mắm ra. Họ cột nước mắm sao cho mình dễ tháo ra. Bức là nhanh nhất. Phải từ từ, không gấp được. Đó, nó bung ra. Đổ nước mắm vô cái chén nhỏ. Bao bỏ vô thùng rác. Đây. Chả. Chả hai loại chả nêm. Cái này là cái tôm bột chiên, chiên giòn. Đây là bánh ướt trộn với giá rau với tỏi, tỏi chiên á, tỏi mà tỏi đó. Tôi tưới chút xíu nước mắm vô cái bánh ướt cho nó thấm. Bây giờ ăn. Ăn thì ăn bằng cái miệng.
cái lỗ tai thì phải nghe, con mắt thì phải thấy, cái mình thì phải mát. Thành ra mở quạt buổi sáng thì tôi xài quạt, buổi tối thì tôi mới xài máy lạnh. Cắm điện vô là quạt nó quay. Quạt nó quay thì nó tạo gió. Bây giờ tôi gắn cái phone vô cái tai. Giữ nó lại, giữ chặt nó. Mở. Mở YouTube. Thường thì tôi dùng cái phone này tải về rất nhiều những cái file hình download, và bây giờ vừa coi vừa ăn. Coi cái câu chuyện liên quan đến Đoàn Trọng khác hẳn với cái cô ghi nhận được, nhưng mà hình ảnh của ba người chúng ta vẫn có ở trên đó, và những cái lời nói ra thì họ ghép đối làm sao khác hẳn tất cả những gì mà chúng thiên ta hạ thưa kiện nhau tùm lum. Vâng, thưa nhà báo, thì thưa quý vị khán giả là hoàn toàn là đúng như vậy, có nghĩa là hình ảnh thì Nguyễn Tiến Dũng sử dụng là ba người chúng tôi, nhưng mà lời nói thì hoàn toàn khác với cái phiên bản thiên gốc hạ, mà chúng tôi đã làm cái phóng sự thưa kiện tùm lum. Và dĩ nhiên mình có cái lớp cốt ở trên đài ICT và trên kênh YouTube Kẹo Ngọt Mosa rồi, thì nhưng mà hắn đã lại chuyển những cái lời nói của nhà báo Đoàn Trọng, nghệ viên Kim Bình Hồ để đây hoàn toàn khác lạ, và gây ra một cái tính chất là chia rẽ, cũng như là đồng thời có những cái gọi là ngôn từ không có đúng chuẩn mực về tình dục với nhà báo. Đây là bánh ướt. Đây là của họ từ suốt 2 năm nay, từ khi mà Kimberly tách rời ra, tất nhiên là không cho bánh nước phiếu để làm những cái việc quản đó, là bắt đầu 2021 họ đã recall Kimberly, rồi làm những cái, rồi đưa lên những cái thông tin vu khống, rồi bây giờ thì lại thêm một cái màn này nữa. Thì cái này thật sự là Kimberly không có phải nói là tôm, bánh to bột tôm chiên. Và video mà chúng tôi đã thực hiện với cô và nghị viên Kimberly Ho. Thế cô cho phép tôi hỏi, sau khi cô biết được cái bằng video này, cô vừa mới nói tên anh Nguyễn Tiến Dũng phải không? Dạ đúng rồi. Thế tại sao bao nhiêu người cô không nghĩ mà cô lại nghĩ đến ông Nguyễn Tiến Dũng? Dạ thưa nhà báo, là tại vì đơn giản cái video clip này được post lên từ kênh YouTube của anh ta và từ Facebook của anh ta và mang tên là Nguyễn Tiến Dũng, chứ không phải là tôi nghĩ, mà đó là sự thật 100%. Thế cô có nghĩ rằng anh Nguyễn Tiến Dũng được ai share cái clip video đó rồi anh cũng bỏ lên như tất cả những người mà theo dõi video họ bỏ lên thôi, anh không biết, tại vì anh cũng không theo dõi chương trình của chúng tôi, thì anh cứ nghĩ đó là sự thật anh bỏ lên, có khi nào cô nghĩ như vậy không? Vâng, và thật sự thì cái tại vì có thể là nhà báo không cả nhưng mà theo đi có cơ hội tiếp xúc và tiếp xúc mà được gia chạm với anh ta, thì rõ ràng đó là chiêu mà Nguyễn Tiến Dũng đã làm rất là nhiều năm qua. Và đơn giản Candy không phải là một cái người đầu tiên mà anh ta cắt ghép như vậy, và trước đây anh ta đã làm điều đó với rất là nhiều người phụ nữ khác từ Việt Nam cho đến Mỹ rồi, thưa nhà báo. Thế thì như vậy, căn cứ vào những lời cô trình bày trên chương trình truyền hình hôm nay, thì cô xác định cái người chủ mưu, cái người đưa ra để có thể nói là thay tất cả những cái lời nói sự thật giữa nghị viên Kimberly Ho, cá nhân cô và tôi, đó là ông Nguyễn Tiến Dũng, hiểu theo những cái lời của cô phải không? Dạ, 100% là như vậy, và cho đến giờ này thì chính hắn ta cũng thừa nhận là như vậy, có nghĩa là chưa bao giờ nói rằng
YouTube nào đó. Tôi cũng cần nên biết thêm, hình như tôi nhớ có một cái buổi một vài vị dân cử của thành phố. Những giả rất là lớn. Giống như anh Nguyễn Tiến Dũng. Rất dài. Có một cái buổi vận động hiện nay hình như anh đang đối phó với một vấn đề thưa kiện nào phải không thưa cô Nicovit, thưa cô Cát Định? À, dạ thưa nhà báo, thì thật sự thì hiện tại thì Nguyễn Tiến Dũng cũng bị một vài vụ kiện đầu tiên đó là vụ kiện phỉ báng một vị dân nhân ở tại cái vùng Bô Sa này luôn, và vụ kiện nữa theo Văn được biết đó là liên quan đến vấn đề tiền bạc. Vấn đề tiền bạc đây là anh ta đang mở quỹ kêu gọi tiền từ thiện cho một tổ chức bên Việt Nam mà hiện tại là đang được nhà chính quyền Việt Nam đưa vào danh sách là tội phạm, đó là gọi là thiền an bên bờ vũ trụ. Thì có rất là nhiều mạnh thường quân họ phát hiện dự án dừng hết tin tức và bây giờ thì họ bắt đầu đăng đơn kiện. Thế thì thưa khi nghị viên biết được những cái sự kiện mà họ ghép cái tiếng để vào trong cái cá nhân của cô trong cái buổi gặp là người thích kể chuyện hay thứ gì đến đời sống của nghị viên không? Dạ, thưa có chứ. Kể chuyện bằng cách đặt trước mặt mình cái điện thoại rồi chọn cái chế độ ghi, sau đó tự đóng tuồng, tự tìm ý để mà tự mình ghi lại hình ảnh do mình tạo ra và tạo thành câu chuyện kể. Với tôi, kể chuyện là một hình thức giải trí, giải trí thú vị. Bởi vì làm việc gì tôi cũng sắp xếp cho nó có hình ảnh, có âm thanh, có cái background, tức là có cái hậu cảnh. Đến bây giờ thì chúng tôi tự hào là chúng tôi chưa bao giờ đưa đến một cái tình trạng để là làm phiền toái người khác qua cái sự gặp gỡ của trên đài. Bởi thế không một cái lý do gì, không một cái thế lực nào, một ai có thể sử dụng cái băng truyền hình của đài chúng tôi để mà có thể nói vi phạm cái đạo đức con người như vậy. Quý vị đã cùng với chúng tôi qua phóng sự cộng đồng của hôm nay, thì chúng tôi sẽ đưa đến qua hình ảnh để chúng ta cần mà mình nhìn thấy được cái hiện thực cuộc sống của mình. Cái điều này nhiều năm trước chúng ta không làm được đâu, ngày nay chúng ta làm được một cách dễ dàng, không có tốn công, không có tốn tiền, không có tốn sức. Mà chúng ta lại ghi được một cách chân thật có hình ảnh cuộc sống của đời mình. Với tôi, môn giải trí này rất thú vị. Tôi cất những câu chuyện của mình trên Facebook, trên YouTube, và nhiều năm sau mọi thứ vẫn còn ở trên đó, vẫn cho chúng ta có thể quay đầu xem lại những cung đường mà chúng ta đã từng đi qua. Có thể coi tự kể chuyện, tự ghi hình, thể hiện cuộc sống của mình mỗi ngày, mỗi lúc, giống như là mình đang viết nhật ký. Ngày nay dùng kỹ thuật ghi hình để viết nhật ký, chúng ta có được những cái video clip rất sinh động, rất trung thực. Mà ngày xưa dùng viết để ghi chép lại, không thể nào mô tả được cái hiện thực cuộc sống của mình với những con chữ quằn quèo vô hình vô thanh, thì chúng ta thấy được gì ở trong đó qua cái sự tưởng tượng. Trong khi đó ngày nay kể chuyện bằng video
mọi người đều thấy những hình ảnh, những nghe âm thanh một cách trung thực. Mà với cái hành động sai trái của Nguyễn Tiến Dũng thì nó ảnh hưởng rất là nhiều đến uy tín và danh dự. Do đó, và riêng trong gia đình Kennedy thì thật sự tôi đã dùng dĩ nhiên những người thân của mình họ sẽ hiểu được mình. Nghệ thuật tự kể chuyện để tạo cho tôi niềm hứng khởi. Mọi thứ đều được giữ lại bằng hình ảnh một cách rất trung thực. Đúng không? Thích không? Chào. Chấm tay vào nút đỏ là tắt. Hello. Chào. Hôm nay ở đây là chủ nhật. Lúc này 11 giờ mấy rồi. Mười một giờ 15. Chủ nhật 7 tây tháng 5. Bây giờ thì tôi sẽ đi giặt quần áo. Hôm nay đi giặt quần áo. Trời hôm nay thì dần vũ như muốn có mưa. Nhưng mà hết đồ bận rồi thì phải đi giặt quần áo. Tôi sẽ ra sau nhà lấy đồ. Lấy một đám quần áo. Quần áo thun. Sẵn đó giặt khăn. Quét bụi. Giường nằm bụi không? Trời không có nắng, thật ra không có giặt nhiều. Nguyên một đống đồ. Thôi, nhiêu đó đủ rồi. Đây là một đống đồ. Bây giờ mang lên máy giặt ở trên lầu. Lên lầu cho đàn lên lầu. Máy giặt để ở ngoài hàng lang ở bên hông nhà. Bây giờ là bỏ đầu vô. Yeah.
khoảng chừng một tuần thì giặt một lần, một tuần hai tuần, có khi hai tuần. Có khi ở trong túi bỏ quên đồ. Nhất là giấy, khi mà nó máy nó đánh ra nó sẽ bám vào các cái áo giặt không sạch. Tay ngắn quần sẵn giặt, giặt luôn cái áo này. Cởi hết rồi bỏ vô máy giặt luôn. Trời ơi, ui, không có nắng. Bữa nay là ngày giặt đồ không có lý tưởng. Đây là chụp hình. Bây giờ thì bỏ xà bông vào. Đây là bịch xà bông. Xà bông rất là nặng. Bây giờ là khởi động nút khởi động công tắc nguồn, mở nguồn, nhấn nút khởi động, nó bắt đầu trộn. Rồi ra nước. Ra nước. Ở đây có cây ớt hiểm. Trái rất là ngon, ớt hiểm. Bây giờ là mình giao cho máy làm đóng nắp lại, giao cho máy làm. Mỗi việc giao cho máy làm, không phải bận tâm gì hết. Khi nào nó giặt xong lấy lên bỏ vô cái giỏ, vậy là xong. Đó là câu chuyện kể giặt đồ. Ở đây có cây táo,
bạn thấy có cây táo, chụp hình bên cây táo. Kết thúc câu chuyện giặt đồ. Bây giờ chờ đồ giặt xong đem lên phơi. Và với cái nắng ui ui này thì đồ khô nhờ gió, không có nắng. Đứng kế bên chụp hình với cái chậu cây này. Kết thúc câu chuyện, chạm tay vào nút đỏ là tắt. Tắt. Hai, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn lúc này là buổi trưa 12 giờ. Tôi nghỉ trưa. Nằm nghe tin tức. Kiểm tra cái phone. Đây điều hiển nhiên đó là cẩm năng của Hoa Kỳ. Chứ làm sao là của ông Zelensky? Ông Zelensky chỉ là cái lo rè. Chứ bản thân ông ta ngày hôm nay chạy trốn không được. Đầu hàng không được. Nghe thời sự cũng khó khăn. Đó là vấn đề của ông Zelensky ngày hôm nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Nga, Zakharova cho biết là kế hoạch hòa bình của Zelensky. Ở đây tiết trời lúc này rất là nóng. Nóng tới lúc nào cũng mở quạt. Và khi trời quá nóng thì tôi đi ra sau nhà dội nước. Dùng nước để làm mát cái body. Điều thú vị là làm gì tôi cũng thích dùng cái điện thoại của mình ghi lại để có câu chuyện kể. Tôi sẽ đi sau hè để tắm mát. Dùng cái điện thoại để nghe tin tức. Nghe những bài hát để những bài hát Khánh Ly đi. Khánh Ly. Khánh Ly thì thường thường hát nhạc Trịnh Công Sơn. Đó, đây là nhạc Trịnh nè. Tuy nhiên mạng rất yếu. Do đó không phát trực tiếp được. Tôi đã ra sau nhà.
dùng nước dội để tắm mát. Tắm sáng chỉ cần tắm mát thôi. Tắm bằng dội nước, bằng cái xô dội nước. Wow, đã luôn. Đây nè, đã luôn. Chà, xà bông tắm sơ sơ thôi, mục đích là làm cho mát. Dùng mấy đầu ngón tay cạo đầu, kích thích da đầu, kích thích da đầu để khí huyết từ nội thân lên, làm tươi bộ óc. Nước để làm mát cái body. Bao nhiêu năm rồi
bên đây 3, bên đây 7. Lá khô. Dội dài xô nước là mát mẻ, dễ ngủ. Hết rồi. Quảng cáo. Vì vậy là tôi đã làm mát body của mình. Tắt. Đeo lại dòng mắt vào. Kết thúc câu chuyện tắm mát buổi trưa. Chào. Hello. Buổi trưa rồi. Đồ giặt xong rồi. Bây giờ lấy đồ ra đem đi phơi. Tới giai đoạn phơi. Bữa nay trời ui ui, lúc nắng lúc mưa, kệ nó. Phơi không có nắng thì có gió. Làm gì cũng kể chuyện. Với tôi kể chuyện là một cái thú vui. Kể chuyện làm dán để chụp hình là một cái thú vui. Ai cũng mong trời có mưa, bởi vì cái nắng rất là oi bức. Cái nắng làm cho người ta rất khó chịu. Mỗi lần hết đồ bận thì tôi đi giặt. Giặt
xong thì mang đi phơi. Rất là nhiều, cũng tương đối nhiều. Lấy hoài sao không thấy hết. Rồi, hết rồi. Trời, như là ui ui như là muốn có mưa. Bây giờ thì tôi mang lên lầu hàng lang ở trên lầu 3 để phơi. Đây một đống. Tôi đã lên lầu, mở cửa ra hàng lang. Trời hôm nay oi bức, hứa hẹn là sẽ có mưa. Bây giờ thì tôi sẽ mang đồ ra phơi. Phơi đồ, kiếm chỗ để đặt cái máy, đặt cái máy ghi hình. Đây là cây siro, cây siro trái chín mọng đỏ. Còn thấy trái siro đây. Tôi đặt cái máy ở trên cây siro. Và lấy đồ ra phơi. Đây là trái siro. Phơi áo trước, áo phơi bằng kẹp. Với cái ôi bức nóng hơn thật thì đồ rất là mau khô. Lên đây có gió.
cứ kẹp nó cho gió thổi đậu khô. Căng trải ra. Trắng có màu xanh, cái áo trắng nó có cái màu xanh. Như vậy là tôi đã phơi xong quần áo. Người ta, nhà người ta cũng phơi quần áo. Ở đây bạn thấy cái cây siro trái rất là ham, trái chùm chùm, chưa có trái nào chín. Chín thì nó sẽ có màu nâu giống như trái nho vậy. Chưa có trái nào chín. Đây, chờ có trái dâu chín, chờ siro chín, tôi sẽ ngắt ra cho bạn thấy cái nước siro ở bên trong nó đỏ như máu. Vì vậy là tôi đã phơi xong đồ. Chào. Chào bạn. Đây là Chợ Lớn. Chợ Lớn hôm nay là Chủ nhật 7 Tây tháng 5 năm 2023. Âm lịch nhằm ngày 18 tháng 3 Thiếu năm Quý Mão. Thế vận hôm nay đi lòng vòng. Tài vận 90% trong việc học hành, khuôn viên nhà 91% việc làm buổi sáng, 95% số đào hoa, 89% chuyện tình ái, 93% an toàn, 90% sức khỏe, 99% tổng hợp là 93%.
những chuyện làm được. Mặt trời sunrise. Những chuyện làm được hôm nay là cưới gả, thu nhận tiền vàng, đề thân đính hôn, du lịch, đầu tư, ký kết hợp đồng, coi giao dịch cùng với chiếc xe đạp của mình, khai nghiệp, khai thị, khai công, hóa nhậm, nhìn ngắm cúng bái mặt trời lên buổi sáng, bái tế tổ tiên chùa miếu, bái thần minh, thử xe, mua xe, nhiều người vào đây sửa chữa kiến tạo, thăm viếng người thân bạn bè, nhập học, cầu y chữa bệnh, dựng trụ lên kèo, mỗi sáng sửa chữa nhà kho, quen, tôi đạp xe động đi, thổ dọc phá đất, đi nghinh phúc khai quang, kiếm chuyện mài áo áo tần nương, áo chúc thọ, an táng, đại quét trừ, cầu tử làm mát cái body, hối báo, thu dưỡng, ủ rượu, sửa chữa đề phòng, mục dưỡng, nạp xúc, kinh lạc, thụ phong, lâm chính, thân dân, cảnh đẹp, thượng sách, để chụp mấy buổi cao, tuổi sùng khắc. Hôm nay là ngày của tuổi Sửu, con trâu. Các cô giáo của trường tuổi Sửu Trần Bình Trọng xung khắc với tuổi Mùi, con dê. Sinh tiêu tương hại, tuổi Sửu con trâu hại tuổi Ngọ con ngựa. Lục hợp sinh tiêu, giúp cho tôi chụp được tuổi Sửu con trâu. Đúng lục hợp với tuổi Tý con chuột, đi vòng vòng. Tam hợp sinh tiêu, tuổi Sửu con trâu tam hợp với tuổi Tỵ con rắn và tuổi Dậu con ngựa. Hương vị của các vị các thần, hỷ thần ở hướng tây bắc, phúc thần ở hướng tây nam, tài thần ở hướng đông bắc, chơi đùa dương quý nhân ở hướng tây nam, âm quý nhân ở hướng chính bắc. Lợi dụng mặt trời lên ở hướng đông. Chúc các bạn một ngày nhiều may mắn. Have a good day. Quay mặt về hướng mặt trời.